Good morning, chào khán thính giả của Nửa Vòng Trái Đất TV. Hôm nay rất vui được gặp lại các bạn và mình sẽ có một cái đoạn chia sẻ ngắn về một chủ đề mà có thể là gọi là bao trùm tất cả các phương tiện thông tin đại chúng trong suốt hơn một tháng qua trên thế giới cũng như tại Việt Nam. Đó là tình hình liên quan tới virus Corona hay là SARS-CoV-2 hoặc là một số nơi thì hay một định danh khác là COVID-19. Dĩ nhiên là các thông tin liên quan tới dịch bệnh hay là các cái tình hình được cập nhật cũng như thông tin về dịch thì có thể là bây giờ là mình có nói thêm nữa thì nó cũng bằng thừa rồi. Có nghĩa là nó quá nhiều đi. Nhiều nguồn tin khác nhau, kể cả thông tin chính thức và fake news hay là những cái nguồn tin không chính thức. Thì mình sẽ không có đề cập quá sâu về cái tình hình dịch bệnh nữa. Mình chỉ nói về một cái chủ đề bên cạnh, phân tích một chút xíu về những cái vấn đề và hệ lụy bên cạnh cái đại dịch này. Đầu tiên thì phải nói về một tình hình Việt Nam là chủ yếu nó sẽ như thế này. Thì ngay trong cái giao thì mình nhớ rất là rõ là ngay cái đêm giao thừa, lúc đó đang xem TV thì mình thấy trên đài truyền hình Việt Nam bắt đầu phát những cái thông báo về thông tin về dịch bệnh rất là nghiêm trọng và bắt đầu cách ly một số người, và bắt đầu từ đó thì Việt Nam tiếp tục phát hiện ra là tổng cộng là 16 trường hợp. Và 16 trường hợp đó lần lượt đã được chữa trị lành. Có nghĩa là trước khi tiếp tục ca bệnh thứ 17 là ca mà mình sẽ nói về nhiều, thì Việt Nam có tổng cộng là 16 ca và được chữa trị khỏi hết 16 ca. Nhưng mà từ ngày 23 tháng 2, Việt Nam thì không phát hiện thêm ca mới cho mãi tới những ngày vừa qua. Thì cái tâm trạng chung là nó sẽ như thế này. Dịch bệnh thì ai cũng rất là lo lắng. Nhưng mà ở Việt Nam thì tình hình nó không đến nỗi quá hoang mang hay là trộn rộn như những nơi mà nó phát ra dịch rầm rộ. Tại vì cái Việt Nam đã kiểm soát rất là tốt. Tất bằng mọi cái biện pháp khác nhau, người ta kiểm soát rất là tốt. Dịch nó không có lây lan. Tuy nhiên là cũng vì cái ảnh hưởng của các biện pháp cách ly cũng như các biện pháp triệt để phòng ngừa dịch thì nó ảnh hưởng khá là nhiều tới hoạt động đời sống bình thường của người dân. Ví dụ như các hoạt động kinh doanh, du lịch, khách sạn, nhà hàng, những cái dịch vụ mà nó trước đây kinh doanh dựa vào số đông đó thì bây giờ lại rất là khó khăn. Cái tiếp theo nữa là nhà trường thì cho tới ngày hôm nay vẫn có những thành phố có những cái quy định yêu cầu khác nhau, nhưng mà căn bản là tuần tiếp theo đây thì nhà trường cũng sẽ tiếp tục nghỉ. Thì cái đó trong mùa dịch bệnh thì ít nhiều cũng sẽ phải chấp nhận như thế, nhưng mà cái hệ lụy nó rất là lớn. Và từ ngày 23 trở về tới trước khi mà có một cái bệnh nhân số 17, mình không tiện nói tên mà các bạn chắc là biết hết rồi nên không cần nhắc lại. Thì cái tâm thế chung của người Việt trong nước, thứ nhất là rất là tin tưởng vào các phương án dập dịch của chính phủ. Cái thứ hai là người ta chuẩn bị bằng một tâm thế chuẩn bị để trở lại một cuộc sống bình thường. Nhưng mà rất là đáng tiếc, đến khi cô bệnh nhân số 17 này xuất hiện vào ngày 5 tháng 3 vừa qua và chính thức được công bố vào đêm ngày hôm trước. Thì cái sự xuất hiện của cái cô bệnh nhân số 17 này, hơi gọi tắt đây, một số người có thể chưa biết thì mình gọi tắt là cô
Nguyễn HN, ok, cô Nguyễn. Thì nó khiến cho mọi cái cảm xúc, mọi cái sự hy vọng, mọi cái sự chuẩn bị để trở lại cuộc sống bình thường nó sụp đổ đi. Sau sau gần 20 mấy ngày là Việt Nam tới sắp đúng quy định để công bố hết dịch thì nó xuất hiện lại, thì nó khiến nó cái cảm giác nó là hụt hẫng, rất là đáng tiếc. Đủ thứ hết, người dân là một thì không nói, nhưng mà những cái người sản xuất kinh doanh, những cái hoạt động của nhà trường này nọ, tất cả học sinh đều rất là quan trọng cho cả đất nước, thì nó dừng lại hết, nó hoãn lại hết. Nó làm cho cái cảm giác rất là hụt hẫng. Và từ chính vì cái cảm giác này đầu tiên nó dẫn tới một cái hệ lụy tiếp theo, đó là gì? Người dân bắt đầu có những cái trạng thái tâm lý. Theo mình ghi nhận đó là kể cả chính bản thân mình thì cũng bắt đầu nghe cái tin này rất là tức giận. Tức giận không phải chỉ mỗi vì cô này, mà vì cái cách thức, cái hành trình mà cô này trải qua, và khi về nước thì không có một cái sự cách ly, một không 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 gọi là không bị cách ly. Thì dư luận nói chung thì người ta sẽ đặt câu hỏi rằng là tại sao cô này đã đi qua Ý, qua Anh, rồi qua Pháp, rồi quay trở lại, đặc biệt là thời gian cô này ở Ý, là lúc đó bắt đầu dịch nó bùng phát ở Ý lên rất là mạnh mẽ đó, và mà về lại không 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 bị cách ly. Đó là chính do cái lịch trình của cô ta. Cho nên là cái điểm cuối cùng trên cô khai báo là nó không phải là Ý, cho nên là về nước thì không không bị cách ly. Dĩ nhiên là cô này đã có những cái cảm giác về sức khỏe của mình rồi. Thì đáng lẽ ra nếu mà người bình thường hay là người có trách nhiệm một chút xíu á, mình không không hề trách cái việc mà bệnh hoạn đối với một người nào đó, nó ập tới dịch bệnh, nó ập tới bất kỳ người nào đó, thì nó có thể là một chuyện xui xẻo thôi. Và mình cũng không, ban đầu thì mình hơi tức giận đó, nhưng mà sau này mình cũng không nghĩ là không có trách nhiều, tại vì nó cũng có yếu tố khách quan và chủ quan. Nhưng mà cái hành vi, cái việc mà người ta rất là lên án ở đây là cái hành vi mà người ta quy chụp cho là trốn cách ly, nó khiến cho cái dịch bệnh nó lây lan. Và từ cái cô này thì cổ lây lan cho tiếp tục ra, là bây giờ tới một vài chục phút trước đây thì có thêm một người hành khách ngồi cùng chuyến bay ở hạng thương gia của cô này thì bị dương tính. Và trước đó ngày hôm qua thì người ta công bố các ca nữa, là tài xế của nhà cô này, và đồng thời là người giúp việc hay là người bà con gì đó của cô này là cũng 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 bị dương tính. Có nghĩa là riêng cô này không, thì hiện tại đã cô đã lây cho 3 người khác, và cô nữa là tất cả là 4 người liên quan đến trường hợp này của cô. Nhưng ở một khía cạnh khác, các bạn sẽ nhìn thấy một sự thú vị như thế này. Có nghĩa là cũng trong cái ngày hôm qua thì một bệnh nhân khác cũng phát hiện dương tính ở trong khu vực cách ly, thì người này về từ Trung Quốc, một bệnh nhân nam về từ Trung Quốc, và người này đã được cách ly rồi, và tới hôm nay thì mới bắt đầu phát tán ra. Có nghĩa là gì? Nếu mà không có cô Nhung này thì vẫn có người kia là người thứ 17. Thì chúng ta nên nhìn nhận khách quan như thế. Nếu mà không có cô Nhung thì vẫn có một cái ông người đi từ Trung Quốc về đó, thì đã trong khu cách ly á, thì đã là nhận thứ 17 rồi. Cho nên cái tình hình này thì nó diễn biến phức tạp. Chúng ta có thể nhất thời là sẽ tức giận, nhưng mà một mặt nào khác thì chúng ta cũng nên bình tĩnh lại để suy xét cho nó tổng quan hơn. Cái thiệt hại của cái lần đợt thứ hai này đối với Việt Nam mình có thể gọi là đợt thứ hai. Cái đợt thứ nhất 16 người đã chữa trị hoàn toàn dứt điểm rồi, thì cái đợt thứ hai này hiện tại tổng thể là mình có 5 người cho tới thời điểm hiện tại. Thì cái đợt thứ hai này nó cũng như một cái cao trào. Nhưng mà rất là mừng là như thế này, trong cái thời điểm hiện tại thì Việt Nam đã chủ động chế tạo
được cái kích thử một cái với công suất là 10, có thể tối đa là 10 tới 30 ngàn, công suất là sản xuất cái kích thử cái virus này trong một ngày. Và đồng thời nữa đó thì mấy ngày trước đây thôi thì quân đội, trước khi phát hiện ra cái tình hình của cô này thì quân đội cũng đã có diễn tập về phòng chống theo các năm cấp độ khác nhau. Các cấp độ khác nhau thì các bạn có thể Google để tìm cái bài phát biểu của Thủ tướng Vũ Đức Đam. Rồi nữa thì chính phủ cũng đã có một cái chiến lược 5 năm bước. Mình không nhớ hết nhưng mà căn bản là cách ly triệt để và diệt dịch triệt để là cái bước thứ một và bước thứ năm, mình tóm lại như thế. Còn các bước trung gian đó nữa thì các bạn sẽ tìm hiểu thêm. Nhưng mà căn bản có nghĩa là ở đây mình nêu ra để biết được rằng là ở Việt Nam đã đang một cái thế rất là chủ động trong việc phòng dịch. Và cái tỷ lệ dịch trên 100 triệu dân hiện tại thì nó là cái con muối bỏ biển, nó không, không mình hy vọng là cái thông tin mà liên quan tới cô số 17 này, cô bệnh nhân số 17 này thì được kiểm soát tốt và nó không có lây lan quá nhanh ra thì cái tỷ lệ dịch ở Việt Nam không lấy gì quá lo lắng, chính phủ sẽ kiểm soát tốt, mình tin tưởng là như thế. Và mình theo mình biết thì hiện tại thì tới có một cái danh sách, có nghĩa là cái tiếp xúc theo gọi là cấp độ F1, F2, F3 đó. Có nghĩa là trực tiếp gián tiếp như thế nào đối với cái cô số 17 này đặc biệt như thế, thì người ta đã khoanh vùng được khoảng chừng hơn 500 người và sẽ cách ly. Và tình hình sức khỏe của cô Nhung này thì tới thời điểm hiện tại thì nó cũng tiến triển tốt đẹp. Có nghĩa là cái mình chưa nói gì về cái tội trạng gì của cô này hết. Có thể là mọi nhiều người nhìn khác nhau nhưng mà căn bản cái việc nó đã xảy ra rồi, thì cái việc tiếp theo của mình là mình hy vọng là chính phủ sẽ kiểm soát tốt tình hình mà không để cho cô này chết. Chết thì cũng không, nó gây hoang mang lắm và nó như thế. Và có những người đã được cách ly và cũng sắp ra viện khỏi khu cách ly. Thì thông qua cái đợt dịch thứ hai này, nó tạo cái khủng hoảng chủ yếu là cái tâm lý thôi, chứ không phải là nó có vấn đề gì nghiêm trọng hết. Cái đợt trước 16 người mình chữa xong mà, thì cái đợt này 5 người thì chắc chắn với cái sự chủ động của chính phủ Việt Nam mình chắc chắn là sẽ chữa điều trị hết những người này thôi, chứ không có vấn đề gì cả. Và kể cả nó tăng thêm nữa và nó diễn biến phức tạp nữa, tại vì bây giờ trên toàn thế giới không phải cái nguồn bệnh nó không chỉ từ từ từ, từ Vũ Hán hay Trung Quốc nữa mà nó từ khắp nơi. Cho nên là có thể nó dễ diễn biến phức tạp, nhưng mà với cái sự chủ động mình nhắc lại là như thế, cho nên là không có lấy gì làm hoang mang, mình không thấy có vấn đề gì cả. Xung quanh mình đây rất là nhiều người Hàn Quốc, và người ta vẫn vẫn rất bình bình thường. Mình còn 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 có một cái cảm giác rằng là người Hàn Quốc người ta sang đây người ta chống dịch nữa kìa. Mà cái đó là ý kiến chủ quan, tại vì mình thấy khá tự nhiên, mình thấy khá là nhiều Hàn Quốc ở trong cái khu của mình. Rồi nữa, cho nên là các bạn phải 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 bình tĩnh. Mọi người thì thường chú ý tới cái ca dịch nhưng mà không chú ý tới những cái số liệu khác, đó là những con số tỷ lệ của ca dịch trên trên tổng số dân như thế nào, số ca chết như thế nào, tỷ lệ chết như thế nào. Thật sự cái xác suất mà để một người mà tiếp xúc rồi bị bệnh rồi phải chết thì rất là nhỏ, nó là trời kêu ai nấy dạ thôi, mình tự tin là như thế. Trời kêu ai nấy dạ, xui xẻo thôi, đó là cuộc sống mà, c'est la vie. Cho nên là mình không 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 quá hoang mang. Một mặt nữa là cái tâm lý của mình ở cảm thấy ở Việt Nam đang làm rất là tốt hơn những nơi khác. Ở Việt Nam không có những hình ảnh, mình không có so sánh với Trung Quốc. Trung Quốc là một đại dịch, nó to lớn, một đất nước nó rộng lớn, 1 tỷ 7 dân rồi nó bị như thế như thế. Mình không so sánh, mình so sánh những nước chung quanh Trung Quốc nơi xuất phát đầu tiên, thì mình không thấy những hình ảnh của những giáo chủ Tân Thiên Địa quỳ xuống xin lỗi, hay là ở Nhật cũng có những quan chức quỳ xuống xin lỗi tại vì đánh giá sai tình hình dịch bệnh. Rồi mình không thấy những cảnh lần là người dân đổ xô đi mua những thứ mà nó không liên quan gì tới dịch hết, giấy vệ sinh
rồi mua mua đá ở Nhật là có mua mua cái đá gì là mua bùa gì đó chống dịch, mình không có như thế. Dĩ nhiên là sau cái ca số 17 ở Hà Nội cũng có một số cái hiện tượng là bắt đầu đầu cơ, nhưng mà những người đó là thiếu hiểu biết. Chính phủ Việt Nam đã cam kết là sẽ đảm bảo an ninh lương thực cho những đặc biệt những vùng bị cách ly, cho nên là không có gì phải 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 đi đi siêu thị để mua này nọ. Nhưng mà ở chung quanh chúng ta, những nước chung quanh chúng ta mới thấy rằng là cái hệ thống chính trị đang vận hành tốt quá. Mình phải khẳng định như thế. Khắp nơi về WTO, CDC của Mỹ, hay là kể cả đại sứ Pháp khi tiếp xúc với Việt Nam cũng 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 khen ngợi những cái cách thức mà chống dịch chúng ta. Cho nên ở Việt Nam nó hay không, trừ những một số bộ phận mà gọi là chỉ đọc tin trên mạng và không thấy thực tế cuộc sống, và tin tưởng vào những cái fake news quá nhiều đi, thì người ta mới đào đổ xô đi mua một ít mì tôm như thế. Mình thấy nó là nhưng mà nó chưa tới cái mức độ mà nó khủng, là khủng hoảng niềm tin trầm trọng giống như một số nơi. Và nhân đây mình cũng nói như thế này: dịch bệnh là cái điều mà không ai muốn ở bất kỳ quốc gia nào hết, kể cả đất nước nào cũng thế. Cho dù đất nước thù địch của chúng ta hay là những nơi mà chúng ta ghét bỏ, thì dịch bệnh nó không không xứng đáng, gọi là nó không không phải là cái lý do mà chúng ta thích thú khi nước khác bị bệnh, bị dịch. Cái điều mà chúng ta đang nhìn vào khía cạnh cái cách thức mà các cái xã hội cũng như cái chính phủ người ta vận hành như thế nào liên quan đến dịch bệnh, và cái cách thức mà truyền thông xã hội phản ứng như thế nào. Mình xin nói thêm như thế. Thì đó là phần 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 đầu tiên. Thì phần tiếp theo mình xin nói như thế này, đó là từ khi và cái cách thức mà truyền thông xã hội phản ứng như thế nào. Mình xin nói thêm như thế. Thì đó là phần 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 đầu tiên. Thì phần tiếp theo mình xin nói như thế này, đó là từ khi mà phát sinh ra thì nó quá nhiều tin giả, mà tin giả phổ thông nhất ở Việt Nam đó là gì? Đó là chính phủ có giấu thông tin hay không. Mà cho tới thời điểm này, có những người sau tất cả những cái nỗ lực của chính phủ với bằng cách mà thông tin một cách cập nhật từng phút từng giây như thế, và có những người vẫn nói rằng là việc giấu thông tin là mình có thể khẳng định là dốt nát, hoặc là có cái tâm địa nó xấu xa, là trong nước. Còn lại ở ngoài nước thì mình vẫn quen với cái tuyên truyền gọi là chống phá rồi, cho nên là mình vẫn coi thường như thế. Đặc biệt là đợt này thì có cái cô mà Trần Thị Ái Liên, là những cái người này là mình biết từ lâu cái cô này, là bằng cái một cái chương trình giáo dục mình không không muốn đeo tay, không muốn PR cho cô này. Nhưng mà cô này là diện HO về nước làm giáo dục kinh doanh, nhưng mà thật sự đó là cố tình mượn đầu lốt để PR cho một trang web của cô này, mình cũng không tiện nêu tên. Thì tuy liên tục đưa những cái tin tráo trở, nói là Việt Nam giấu dịch rồi, Việt Nam thế này thế nọ, để bảo vệ cái thông tin, không muốn cho người dân biết, rồi đẩy người dân vào chỗ nguy hiểm. Thật sự ra là chính phủ làm rất là tốt. Các bạn có thể Google tất cả mọi thứ, tìm hiểu về mọi thứ. Nhưng mà khốn nạn hơn là gì? Rồi tung ra một cái tin rằng là lần này á, Việt Nam công bố tiếp tục dịch á, là do nghe tin Ngân hàng Thế giới hay là Mỹ đã tung ra một gói hỗ trợ bao nhiêu chục tỷ đô la. Mình thấy không không chịu nổi cái độ ghê tởm, cái độ gọi là đáng khinh bỉ. Cái tư tưởng của hàng hải của họ lúc nào của Việt Nam cũng đang chờ viện trợ, cho nên người ta cứ tưởng tượng ra là Việt Nam cứ nghe viện trợ là công bố dịch để người ta tiếp tục tài trợ. Không ra như thế. Đó là như mình nói khía cạnh một số tin giả. Cho nên là đối với dịch bệnh này đó, thì ở Việt Nam hoàn toàn không có cái chuyện giấu giếm hay là cái gì cả. Mình khẳng định như thế. Sau tất cả những hành động và thông tin mình tiếp nhận hàng ngày, sáng nay, mỗi sáng nay mình nhận hai tin nhắn từ từ các cái mạng mà mình sử dụng, rồi trang web sức khỏe, trang thông tin chính phủ liên tục cập nhật thông tin.
Nạn nhân cái bệnh nhân số 21 là mình nhận ngay tin nhắn 2 phút sau khi là trên trên trang thông tin chính phủ, không có lý do gì để Việt Nam giấu dịch hết. Rồi tiếp tục nữa, mình mở rộng ra một chút xíu nữa, đó là một cái thông tin liên quan tới Việt Nam, nhưng mà nó khá là thú vị. Đó là chuyến viếng thăm của tàu sân bay Rossiver vào cảng Đà Nẵng mấy ngày qua, và sẽ ở Đà Nẵng cho tới ngày 9, nghĩa là ngày mai. Thì mình sẽ không nói nhiều về cái chuyến viếng thăm và ý nghĩa nó như thế nào, mình nói nó trong mối tương quan với cái tình hình dịch bệnh. Cái tàu sân bay là giống một cái lãnh thổ di động của nước Mỹ như thế, và nó là một cái lãnh thổ di động và một cái đảo với hơn 6.000 người đi đó, thì chắc chắn cái tiêu chuẩn kiểm dịch của tàu sân bay rất là cao. Và khi mà nó quyết định sẽ vào thăm Việt Nam, có nghĩa là người ta tin tưởng cái việc tình hình dịch bệnh ở Việt Nam đã được kiểm soát tốt, và tiêu chuẩn kiểm soát của Việt Nam đáp ứng được cái yêu cầu về mặt kiểm dịch của tàu sân bay. Có nghĩa là vì người ta ở trên một đảo không có như một cái đảo di động như thế, và không có tiếp xúc với bên ngoài, thì khi người ta tiếp xúc bên ngoài thì người ta chỉ sợ là dịch từ bên ngoài vào tàu người ta hơn là chính phủ thành phố Đà Nẵng sợ dịch từ trên tàu xuống. Các bạn hiểu ý không? Có nghĩa là gì? Người ta đánh giá cao cái việc đảm bảo về an ninh, kiểm dịch và các tình hình khác của Việt Nam và các biện pháp cách ly triệt để của Việt Nam, cho nên là người ta mới quyết định đi vào như thế. Và ở Đà Nẵng thì liên quan tới mấy ngày trước đó thì các bạn biết được là có 20 khách của người Hàn Quốc tới, mà không gọi là không không phải là không, nói không chịu thì hơi quá đáng, gọi là yêu sách, đòi hỏi những khó khăn, chống gọi là miễn cưỡng chống đối những cái quy định và cách ly của Đà Nẵng, rồi về nước chê bai thế này nọ, dạy ông dạy lên một cái cơn sóng như thế. Nhưng mà Việt Nam đã chứng tỏ rằng là ông không tuân thủ chính sách tôi thì cho về nước, và Việt Nam sẵn sàng cấp máy bay cho về. Người ta quyết liệt. Và mình thấy một cái nữa, trong cái mùa dịch này mới thấy cái hiệu quả của hệ thống chính trị Việt Nam, từ trên xuống dưới tuân thủ răm rắp, và người dân người ta cũng về căn bản là mình nhận thấy là người dân người ta có nhận thức tốt, người ta tuân theo những cái yêu cầu cách ly của chính phủ và những cái thực hiện các biện pháp của chính phủ một cách rất là nghiêm túc. Như cái xã Sơn Lôi đó, người ta có mình có coi clip một cái bà già và phát biểu rằng là chính phủ làm cách ly thì mình ưng thôi, mình cũng đi muốn cách ly để có trách nhiệm với cộng đồng. Có nghĩa là ngay cả một người nông dân rất là gọi là ở một cái vùng nông thôn, nhưng mà người ta có những phát biểu rất là tử tế là và hiểu biết. Người ta nói là mình đi cách ly là vì cái trách nhiệm với cộng đồng. Thế nhưng mà quay trở lại cái vấn đề nhận thức của những người 20 người Hàn Quốc này, người ta phải hiểu là cái biện pháp cách ly là miễn cưỡng, vì tình huống nó phải như thế, chứ không phải không ai bắt buộc họ phải, và không ai đối xử với họ là như thế nào cả, mà vì tình hình dịch bệnh cho nên người ta tới vùng dịch bệnh thì phải bị chịu biện pháp cách ly. Nghĩa là nhận thức của những người, mình không nói là người Hàn Quốc không, nhưng mà những người ngoại quốc người ta có thể coi thường những cái, người ta quá coi trọng cái tự do cá nhân hơn là trách nhiệm với cộng đồng. Vì những cái thứ mà gọi là dân chủ, nhân quyền hay gì đó, cái quyền con người của họ, người ta, nhưng mà thật sự ra trước cái chết và quyền con người thì người ta phải cứu sống cái đã, phải sống cái đã, sống thì mới tiếp tục thực hiện cái quyền con người. Trong khi các bạn có thể mang mầm bệnh trong người thì các bạn phải tuân thủ cái việc kiểm soát dịch bệnh. Rồi mình cũng thấy buồn cười cho ông một gọi là đại sứ của Hàn Quốc nói rằng là chính phủ Việt Nam, dĩ nhiên là cái chuyện này là chuyện ngoại giao, mình không muốn đề cập, nhưng mà mình là cái ý của người ta rằng là chính phủ Việt Nam nên nới lỏng với 1.000 nhân viên Samsung, tại vì để tránh thiệt hại về kinh tế. Thì mình thấy là cái nhận thức về mối nguy hại dịch bệnh là khác nhau giữa các chính phủ. Ngay cả đại sứ mà cũng nói như thế, là nghĩa là người ta coi cái đồng tiền, cái thiệt hại về
gọi là người ta vẽ ra một viễn cảnh như thôi, chưa chắc là thiệt hại 10 tỷ đô, nhưng mà người ta ý người ta nói là người ta dùng cái quyền lực về đồng tiền, quyền lực đầu tư kinh doanh trên đất Việt Nam này, mà người ta có thể gọi là phá vỡ những quy định về về cách ly phòng dịch, trong khi cái ổ dịch của Hàn Quốc nó rất là lớn. Rồi mình cũng biết được là nhiều nơi á, là người dân các nước khác á, thì đưa vào cách ly người ta chống đối, người ta bỏ chạy đánh đập thế này thế nào. Ở Việt Nam cũng có một, nhưng mà thiểu số, có một cái cô trốn cách ly khoe khoang, rồi rằng là mình trốn cách ly được, hay là chê bai tình trạng cách ly. Nhưng mà các bạn phải biết được rằng là ở Việt Nam, mình nghĩ duy nhất ở Việt Nam có một cái hệ thống mà quân đội sẵn sàng nhường cái cơ sở hạ tầng của họ cho việc phòng dịch, nhường những điều kiện tốt nhất để người cách ly ở, còn lại bộ đội đi giải hành quân giải chiến cắm trại ở ngoài đó. Cho nên cái sự thông suốt mình đang nói tới, cái sự thông suốt từ trên thế giới và cái hành động quyết liệt và khác biệt của chính phủ Việt Nam đã khiến cho một nơi như Việt Nam, là một nơi mà gần lân cận rất là nhiều ổ dịch, Hàn Quốc nè, Nhật Bản nè, Trung Quốc thì không nói rồi, Trung Quốc là biên giới 1.000 mấy cây số rồi, phải trải dài như thế và quân đội phải trải dài kiểm dịch. Rồi tiếp tục nữa là bên châu Âu bây giờ là cũng một ổ dịch, và Mỹ hay là Iran cũng trở nên bây giờ nó khắp toàn cầu. Và cái điều này là các bạn thấy được rằng là cái mối quan giao thương của Việt Nam nó rộng, bây giờ nó cũng rộng lớn khắp nơi trên thế giới, cho nên cái nguy cơ nó đến từ khắp nơi. Và ở lần này thì Việt Nam ở một cái vai, vai là nạn nhân và người chống chịu nhiều hơn là cái nguồn dịch. Thật sự ra các bạn thấy là nếu mà tóm lược lại á, có ba nạn nhân ở thành phố Hồ Chí Minh đó là liên quan tới hai cha con người người Trung Quốc này. Rồi một bệnh nhân ở người Khánh Hòa, cũng những người mà khỏi rồi đó, cũng liên quan đến Trung Quốc. Rồi các nạn nhân ở cái xã Sơn Lôi là cũng liên quan đến đi từ Vũ Hán về, và tiếp tục cái cô bệnh nhân số 17 này, cô NHN này, cũng từ bên Ý về, có nghĩa là từ những vùng dịch và những ổ dịch khác nhau đi về. Và cho với cái điều kiện như thế mà Việt Nam vẫn ở bên gọi là cái nơi giao lưu và tiếp nhận quá là nhiều cái mầm mống những dịch, mà kiểm dịch cho tới thời điểm hiện tại là tổng số từ đợt thứ nhất và đợt thứ hai này gom lại là 21 người cho tới thời điểm hiện tại là một sự nỗ lực rất là lớn. Và chúng ta phải tin tưởng rằng là 21 trên 100 triệu dân, các bạn thấy tỷ lệ đó. Nếu các bạn mà tự nhiên nếu mà ở nhà nè, các bạn không có xô bồ đi vô những nơi đám đông, đi đổ xô đi mua hàng tầm bạ như thế, thì cái xác suất mà bạn mắc bệnh thì gần như là gần bằng không, phải nói thật là như thế. Cho nên mình rất là mình thấy bình thường, mình chẳng thấy ai ở đây đeo khẩu trang cả. Dĩ nhiên là người Hàn Quốc, người ta ở đây người ta đeo khẩu trang, tại vì người ta cũng nhìn bằng những ánh mắt nghi ngại theo mình quan sát xung quanh này. Thì quay trở lại, thì mình kết luận như thế này: cái việc dịch bệnh thì nó sẽ phức tạp, nhưng mà cái sự xuất hiện của cô nạn nhân bệnh nhân số 17 này đó, thì nó về mặt tâm lý hơn, chứ không phải là không lo lắng hoang mang gì cả. Về mặt tâm lý là chủ yếu, tại vì người ta đang mong chờ sự quay trở lại cuộc sống bình thường thì cô này tới. Giống như mà nhiều cái ảnh chế của cô này, nào là cô này giống như một tử thần, hay là một bệnh nhân số 31 của Hàn Quốc, nó tương tự như thế, rồi nhiều cái oán trách. Dĩ nhiên là các bạn có quyền đó, thật sự ra mình cũng thất vọng vì những cái lịch trình và những cái hành động của cô này, có thể mình không 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 biết rõ được, cho nên mình cũng không 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 nói nhiều được về cái lịch trình của cô này. Tuy nhiên rằng là việc gì nó cũng đã xảy ra rồi, và bây giờ cái việc quan trọng là phải mong rằng là chính phủ kiểm soát tốt, và những cái fake news, những cái tào lao, những cái thông tin mà diễn giải tầm bậy á, thì mình nghĩ là hết đất sống ở Việt Nam rồi. Tuy nhiên mình thấy một sự gượng gạo, sự gọi là không chấp nhận sự thật của những người chống cộng,
mình vẫn luôn luôn đề cập tới những cái người này. Tại vì sao? Trong những cái tình huống khó khăn nhất của Việt Nam và Việt Nam đã làm rất là tốt, thì đối với họ là một giống như một cái gai trong mắt đấy. Người ta chướng tai gai mắt về những cái việc phát triển tốt của Việt Nam. Người ta chướng tai gai mắt vì Việt Nam làm tốt một điều gì đó, đối với họ giống như một cái điều giống như nghịch lý. Người ta là người gì vậy? Người ta có thể là một người nói tiếng Việt nhưng mà tâm hồn người ta rất là khốn nạn. Rất là nhiều kẻ như thế trên mạng, lúc nào cũng có cái trạng thái là giả tạo, lo lắng giả tạo, hoang mang giả tạo, nhưng mà hưng phấn đằng sau đó khi Việt Nam có thông tin về dịch bệnh. Người ta mong muốn Việt Nam dịch để người ta có cớ để xỉa xói vào cái hệ thống chính trị và chính quyền Việt Nam như thế nào. Mình nói là Việt Nam đã sản xuất được cái kit thử và CDC của Mỹ cũng sản xuất cái kit đó được và là bị lỗi. Đặt trường hợp câu hỏi ngược lại, nếu mà Việt Nam sản xuất lỗi thì chắc chắn cái búa rìu và những cái bị bôi nó sẽ tới với Việt Nam. Rất may là Việt Nam không phải như thế, hay là nhiều nơi bị chết, dịch bệnh bị chết, người ta không nói gì hết. Nhưng mà chắc chắn nếu Việt Nam có một nạn nhân bị chết thì người ta sẽ quay vào xỉa xói tất cả mọi thứ. Đó là những tâm hồn bệnh hoạn và khốn nạn của những kẻ lợi dụng dịch bệnh cho các mục tiêu chính trị. Rồi người ta tạo fake news, có gì thì người ta oán trách chính phủ, xỉa xói, lái cái câu chuyện sang những cái chủ đề khác. Nhưng mà trọng tâm ở đây là dập dịch mà thôi. Đấy, thì hôm nay thì mình cũng trò chuyện với các bạn một chút về cái quan điểm của mình khi mà cái nạn gọi là cái bệnh nhân số 17, cô NHN này xuất hiện. Thì mình, như mình vẫn nhắc lại đó là mình thấy thất vọng thôi. Cảm thấy là nó không nên như thế. Tất cả những hệ thống sản xuất hay là các cái ngành dịch vụ của Việt Nam nó cũng gặp rất là nhiều khó khăn rồi. Người ta mong chờ cái tình hình nó ổn định để người ta quay trở lại sản xuất bình thường. Thì cái sự xuất hiện của cô này nó làm cho mọi thứ tụt 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 hết và Việt Nam phải bắt đầu lại từ đầu. Và có thể là cái năm học này là nó thể bị xáo trộn khá là nhiều về lịch học, tại vì là cho tới bây giờ thì gần 5-6 tuần là các học sinh bị nghỉ rồi và nó ảnh hưởng rất là nhiều và xã hội sản xuất về mình vẫn biết được là cái hệ thống nhập cảng từ Trung Quốc hay là các cái hàng hóa mà mình nhập cảng từ các nước khác nhau thì liên quan tới cái dịch bệnh này cũng gặp khó khăn khá là nhiều. Hy vọng là nó sớm qua thôi. Cho nên là Việt Nam chỉ mỗi Việt Nam bị dịch thì không nói, hay là mỗi Trung Quốc bị dịch thì các bạn còn cơ hội để chống cộng. Nhưng bây giờ cả thế giới nó dịch rồi, đừng cười người hôm trước hôm sau người ta cười cho. Cho nên là tình hình dịch bệnh là nó đến từ tự nhiên, nó không phải là do một thể chế nào tạo ra cả. Ai xui thì chịu mà thôi. Nó mà xui thì nó xuất phát từ Vũ Hán, nhưng một mai nó xuất phát từ New York, Washington thì các bạn nói thế nào? Cho nên đừng có đặt ra những thuyết âm mưu. Và cái dịch bệnh corona này nó cũng cho thấy rất là gọi là những cái lỗ hổng, những cái điểm yếu của các thể chế chính trị khác nhau. Ở Việt Nam, mặc dù ở Trung Quốc, mình nói là Trung Quốc dập dịch cũng rất là tốt nha. Ban đầu người ta còn lúng túng nhưng mà người ta đã dập dịch rất tốt. Cái tỷ lệ cháy của họ là thấp thôi, là bị 1.7 tỷ dân mà. Mình nghe cái số gọi là số giá trị tuyệt đối thì nó lớn, nhưng mà 1.7 tỷ dân. Cái tỷ lệ cháy bây giờ là ở Mỹ nó lớn hơn 6%. Còn ở Việt Nam thì không có cháy rồi. Và một hệ thống chính trị mà cho phép những cái tín đồ của thiên rồi tăng thiên địa đi lung tung khắp nơi bị dịch mà không bị chịu cách ly, 1.700 người của tăng thiên địa bây giờ vẫn không chịu cách ly. Một thể chế bị tạo cho người dân người ta coi cái giá trị cá nhân của họ là kiêu ngạo, coi thường cái hệ lụy của xã đối với xã hội. Một cái thể chế mà gọi là nhân quyền gì mà trốn cách ly để cho xã hội phải gánh chịu như thế. Và kể cả ví dụ như liên hệ tới cô Nhung này nữa thì cũng thế.
Cô này cũng có thể gọi là risk của Việt Nam đó, hả? Những cái con giới con nhà giàu đó, nghĩa là người ta hấp thụ những giá trị phương Tây, người ta tỏ ra là cao cấp, một cái tầng lớp gọi là thượng đẳng trong xã hội. Cho nên dù nói gì thì nói thì ít nhiều người ta sẽ có cái suy nghĩ rằng là đối với họ là có thể làm ngang làm tắt được, không 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 cần thiết phải theo quy định. Sẽ có tâm lý đó chứ không phải không, nhưng mà mình không đào sâu về, tại vì mình không phải là hiểu biết hết tất cả về cô này, hay là không, mình cũng không có phải là chuyên gia về dịch tễ học hay là kiểm soát hải quan trong cái thời gian cô này. Mình chỉ nói lại thôi. Dịch bệnh thì trước sau nó cũng sẽ được kiểm kiểm duyệt, nếu mà có kiểm dịch được, nếu mà xã hội và các nhà khoa học có vaccine phòng bệnh thì nó trở nên một bệnh cũng bình thường. Tại vì bây giờ nó tất cả mọi thứ đều mơ hồ đối với nó, mặc dù là có Việt Nam đã chữa trị xong theo những cái kinh nghiệm của mình, nhưng mà ngoài ra nó còn có những cái điều chưa hiểu rõ, cho nên gây sự lo lắng mà thôi. Chứ còn nếu mà sau này được có vaccine hay là có thuốc điều trị nó thì nó bên một cái cúm bình thường, không có lo gì lo lắng cả. Và mình mong mọi người cũng thế, nên bình tĩnh, chẳng có gì phải quá sốt sắng hay là quá lo lắng trong cái tình huống như thế này. Và mọi chuyện sẽ kết thúc tốt đẹp. Cảm ơn các bạn.